pháp rốt ráo không, thì các khí luận dứt. Thế gọi là hữu dư niết bàn là pháp thật tướng. Như vậy các đức Phật lấy nhất thiết trí quán căn cơ chúng sinh, mỗi mỗi vì họ nói pháp, có khi nói hữu ngã, có khi nói vô ngã. Nếu đối với người tâm chưa thuần thục, chưa có phần niết bàn, không biết sợ tội, thời Phật nói có ngã. Hoặc đối với người đắc đạo, biết các pháp đều không, chỉ giả danh gọi là ngã, thời Phật nói ngã, cũng không có lỗi. Lại đối với người có phước đức, bố thí, trì giới vân vân, biết nhàm lìa khổ não sinh tử, nhưng sợ niết bàn tịch diệt vĩnh viễn, thì Phật nói các pháp vô ngã, chỉ do nhân duyên hòa hợp, khi sinh chỉ là không sinh, khi diệt chỉ là không diệt chứ không phải ngã sinh ngã diệt. Thế nên vì họ nói vô ngã, chỉ giả danh nói có ngã. Lại đối với người đắc đạo, họ biết vô ngã cũng không rơi vào đoạn diệt, nên nói vô ngã, không có lỗi. Thế nên trong bài kệ nói các đức Phật nói hữu ngã, cũng nói vô ngã. Nếu theo lý chân thật, thời không nói ngã phi ngã. Hỏi, nếu vô ngã là sự thật, chỉ vì thế tục nên nói có ngã thì có lỗi gì? Đáp, nhân phá ngã mà có vô ngã, chứ ngã quyết định không thể có được, huống gì vô ngã. Nếu quyết định có vô ngã, thời là rơi vào đoạn diệt, sinh tâm tham đắm. Như trong kinh Bát Nhã nói, Bồ Tát không tu hành hữu ngã không tu hành vô ngã hỏi, nếu không nói ngã phi ngã, không bất không, thời Phật Pháp nói cái gì? Đáp, Phật nói thật tướng các Pháp đối với thật tướng thì không có lối vào cho ngôn ngữ, dứt các tâm hành. Tâm vì duyên chấp thủ tướng phát sinh, vì quả báo của nghiệp đời trước nên có, tâm ấy không thể như thật thấy các Pháp, thế nên tâm hành dứt. Hỏi, nếu tâm phàm phu giả dối không thể thấy được thật tướng, còn tâm thánh nhân chân thật thời có thể thấy được thật tướng, cớ sao nói tất cả tâm hành diệt? đáp, thật tướng các pháp tức là Niết Bàn, Niết Bàn gọi là diệt, và diệt tâm hành cầu hướng tới Niết Bàn cũng gọi là diệt. Nếu tâm thánh nhân là thật, thời đâu cần tu ba môn giải thoát là không, vô tướng, vô tác, và trong các thiền định cớ sao cho diệt tận định là bậc nhất. Lại cuối cùng cũng quy về vô dư Niết Bàn. Thế cho nên biết tất cả tâm hành đều là hư dối, vì hư dối nên diệt. Thật tướng các pháp là ra ngoài các tâm số pháp, không sinh không diệt, tịch diệt như niết bàn. Hỏi, trong kinh nói các pháp từ xưa nay tướng tịch diệt tức là niết bàn, cớ sao đây lại nói là như niết bàn? Đáp, người chấp đắm pháp, họ phân biệt pháp có hai, là pháp thế gian và pháp niết bàn. Nói niết bàn là tịch diệt chứ không nói thế gian là tịch diệt. Còn trong luận này nói hết thảy pháp đều là tính không, tịch diệt. Vì người chấp đắm pháp không hiểu, nên lấy niết bàn làm ví dụ. Như ông nói tướng niết bàn là không? vô tướng, tịch diệt, không hí luận, thì hết thảy thế gian cũng như vậy. Hỏi, nếu Phật không nói ngã phi ngã, các tâm hành diệt, đường ngôn ngữ dứt, thời làm sao khiến cho người ta biết được thật tướng các Pháp? Đáp, chư Phật có vô lượng lực phương tiện, biết các Pháp không có tướng quyết định, nhưng vì độ chúng sinh nên hoặc nói hết thảy thật, hoặc nói hết thảy không thật, hoặc nói hết thảy thật không thật, hoặc nói hết thảy chẳng phải thật chẳng phải không thật. Hết thảy thật là suy tìm thấu đến thật tính các pháp, thời đều hội nhập để nhất nghĩa một tướng bình đẳng đó là vô tướng. Như các dòng nước, màu sắc, mùi vị khác nhau, khi vào biển cả thời đồng một sắc một vị. Hết thảy không thật là các pháp khi chưa hội nhập thật tướng, phân biệt quán sát mỗi pháp đều không thật có, chỉ do các duyên hòa hợp nên có. Hết thảy thật không thật là chúng sinh có ba hạng trên, giữa, dưới hạng trên xem các pháp tướng chẳng phải thật chẳng phải không thật. Hạng giữa xem các pháp tướng hết thảy thật, hết thảy không thật. Hạng dưới trí lực cạn nên xem các pháp tướng một ít thật một ít không thật. Xem Niết Bàn là pháp vô vi bất hoại nên thật, xem sinh tử là pháp hữu vi hư ngụy nên không thật. Hết thảy chẳng phải thật chẳng phải không thật, là vì phá thật không thật, nên nói chẳng phải thật chẳng phải không thật. Hỏi, ở các chỗ khác Phật dạy xa lì chẳng phải có chẳng phải không? sao trong đây nói chẳng phải có chẳng phải không ấy là lời phật dạy đáp ở chỗ khác vì phá bốn tầng tham trước nên nói như thế còn ở trong luận này thì bốn câu ấy không có hí luận nghe phật nói thời đắc đạo thế nên nói chẳng phải thật chẳng phải không thật hỏi biết phật vì nhân duyên nên nói bốn câu ấy lại người biết được thật tướng các pháp là do tướng trạng gì mà biết lại thật tướng là thế nào đáp nếu không theo người khác không theo người khác là tuy nếu gặp ngoại đạo hiện thần thông nói nói thế là đạo lý thế là phi đạo lý tự tin tâm mình mà không theo lời ngoại đạo cho đến thấy nó biến hiện thân tuy không biết đó là chẳng phải phật song vì đã thấu hiểu thật tướng nên tâm không xoay chuyển trong đây không có pháp có thể lấy có thể bỏ nên gọi là tướng tịch diệt vì tướng tịch diệt nên không hí luận và bị hí luận hí luận có hai một là ái luận hai là kiến luận trong đây không có hai hí luận ấy. Hai hí luận không có, nên không có ức tưởng phân biệt. Không có dị tướng theo ức tưởng phân biệt, ấy gọi là thật tướng. Hỏi, nếu các pháp đều không, có thể không rơi vào đoạn diệt ư? Lại nếu chẳng sinh chẳng diệt thời hoặc rơi vào thường kiến ư? Đáp, không phải vậy. Trên kia đã nói thật tướng là không hí luận, tâm tướng tịch diệt, dứt đường ngôn ngữ. Ông còn tham trước chấp thủ tướng, đối với thật tướng pháp còn có cái lỗi thấy đoạn thấy thường người ngộ được thật tướng thời nói các pháp từ các duyên sinh các pháp ấy đối với nhân chẳng một cũng chẳng khác thế nên không đoạn không thường nếu quả khác với nhân thời là đoạn nếu quả không khác với nhân thời là thường hỏi nếu hiểu như vậy thời có lợi ích gì đáp nếu người hành đạo thấu suốt được nghĩa ấy thời đối với hết thảy pháp không thấy một không thấy khác không thấy đoạn không thấy thường được như vậy thời diệt được các phiền não hí luận thường được cái vui niết bàn thế nên nói chư phật đem vị cam lồ giáo hóa chúng sinh như thế gian nói được uống nước cam lồ của trời thời không bị già bệnh chết không có các sự suy não pháp thật tướng này là vị cam lồ chân thật phật dạy thật tướng có ba bậc nếu hiểu được thật tướng các pháp mà dứt các phiền não đó gọi là pháp thanh văn nếu sinh tâm đại từ phát lòng vô lượng đó gọi là đại thừa hoặc lúc không có Phật ra đời và gặp khi không có Phật Pháp, hàng bích chi Phật nhân xa lì chỗ ồn náo mà phát sinh trí, hoặc Phật độ chúng sinh rồi vào vô dư niết bàn, Pháp để lại cũng diệt tận, đời trước nếu có người có thể đắc đạo, do nhân duyên quán sát chút ít rồi nhàm lìa, một mình đi vào rừng, lìa xa chỗ ồn náo mà đắc. Đạo, đó gọi là bích chi Phật. Tóm tác phẩm 18, Quán về Pháp. Pháp có ý nghĩa chỉ hết thảy vạn sự vạn vật, hữu hình vô hình, chúng sinh thế giới vân vân. Song chữ pháp trong phẩm này chỉ cho hết thảy pháp không tính, trong đó bao gồm ngã không và pháp không. Lấy trí tuệ chân chính hiện quán ngộ nhập pháp không tính, nên gọi là quán pháp. Phẩm này, một tu như thật quán kệ một đến kệ ba. Hai, được quả giải thoát kệ bốn, năm. Ba, tướng pháp chân thật không thể nghĩ bàn kệ sáu phẩy bảy. Bốn, phương tiện nói theo giả danh kệ tám. Năm, chứng nhập không có hai đường kệ chín phẩy một không. 6. Lợi ích của sự chứng nhập pháp thật tướng kệ 11,12